À, con chào cô. Dạ, vậy là chắc là con tìm đúng người rồi. Ngày hôm nay là với mục đích là tìm những món ăn ngon ở vùng quê Mỹ Khánh Phong Điền và được gặp cô. Cô đang chuẩn bị món gì vậy cô? Cô chào Dạ, chào Thư. cô. Hôm nay cô rất là vui để chia sẻ món đồng quê là lươn với ốc nấu lẩu chua ngọt. Cô Duyên ơi, cô có thể chia sẻ thêm với anh Thư cũng như là các khán giả là lý do tại sao mà những món đồng quê ngày càng có nhiều sức hút đến vậy không cô? Đồng quê của mình thì bây giờ người ta thích những cái món dân dã như vậy đó, món lẩu đơn giản chua ngọt vậy đó, rồi ăn với kèm với chẳng hạn là như đậu bắp nè, khóm, bạc hà, rồi bông bí, cù nèo, rau muống rồi vậy đó. Dạ, còn một cái lý do nữa anh Thư nghĩ đó là nguồn nguyên liệu đảm bảo, tại vì ở quê thì hầu như là bà con mình nhà nào cũng có nuôi gà, nuôi vịt và nuôi cá với ao rau, thì trồng trên liếp thì ăn rất là yên tâm, rất là đảm bảo phải không cô? Dạ đúng vậy đó. Cô Duyên ơi, ở Mỹ Khánh Phong Điền thì có rất là nhiều món ăn đặc sản, món nào mà nhắc đến tên thôi thì cũng thấy hấp dẫn rồi. Thế lý do tại sao cô chọn món lẩu lươn ốc chua ngọt để giới thiệu ngày hôm nay? Cái món này thì cô thấy dễ nấu mà lại bây giờ những người người ta đi về vườn chơi người ta thích lại thích cái món này, cũng dễ nấu nữa mà nhà mà nấu cũng mau nữa. Rồi chẳng hạn như bây giờ ốc thì mình cũng dễ kiếm nè, rồi lương thì cũng đặt lợp gì ở sớm người ta đem lại người ta bán á, cũng lương đồng được không à, cũng ngon. Rồi rau gác đồ thì nói chung ở vườn cũng có trồng một số đồ sạch không à. Dạ, thưởng thức thì rất là yên tâm. Đúng Anh rồi. Thư hiểu được rằng đó cũng chính là lý do mà tại sao mà nhiều thực khách ở thành phố thích về quê để thưởng thức món ăn đồng quê đến như vậy. Ngày hôm nay với món này cũng là một gợi ý. Hãy tiếp tục theo dõi chương trình để xem món ăn này có gì đặc biệt quý vị nha. Nguyên liệu này thì gồm có Có là hả? lươn nè, ốc, rồi chanh, rồi ngò, rồi rau, các loại rau, chẳng hạn như là bạc hà, khóm, đậu bắp, cà chua, rồi bên đây thì cái này cù nèo, bông bí, rau muống, ha, phần vụ gia vị đây thì sả, tỏi đâu, mình phi. Cô Duyên ơi, lươn và ốc là một hai món ăn rất là hấp dẫn, thường thì mình ăn lẩu. Thế nhưng làm sạch để không có mùi hai món này cũng cần một tí xíu kinh nghiệm. Cô có thể chia sẻ với anh Thư không cô? Thì như làm lươn á thì nếu mà con để cho không có mùi tanh á thì mình làm ở vườn đó bây giờ làm ưa dục cho bếp, có người thì dùng giấm thì chanh này, con lươn mình không bắt cắt ra, mình để nguyên con như vậy đó, rồi mình để thì cắt ớt ngò rồi mình gãi lên như vậy nè, rồi để đây. Còn ốc thì mình luộc, luộc xong rồi mình mới lễ ra. Cái phần lễ ra này thì cũng không cần nêm nếm gì đâu, thì mình chỉ để ngò ra lên đó thôi. Cô biết không, có rất là nhiều cách để tạo vị chua hấp dẫn cho món lẩu. Có người thì dùng cơm mẻ, dùng me, có chỗ thì dùng cả chanh dây. Ngày hôm nay là tôi thấy cô sẽ chuẩn bị chanh hả cô? Cô làm dùng chanh thì các nguyên liệu cũng đã được cô Duyên sơ chế và chuẩn bị sẵn sàng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp cô trổ tài nấu nước lẩu. Rồi bây giờ trước tiên là cô sẽ bắt chảo lên nóng, cô để dầu vô rồi cô phi cái phần sả này nè cho nó vàng thơm. Sau khi sả đã vàng rồi thì cô nhắc xuống, cô bắt nước lên. Rồi cũng tùy theo cái liều lượng mà lươn với ốc đó là bao nhiêu, khoảng hơn 1 lít cho khoảng 5 người ăn. Sau khi nước sôi rồi bây giờ cô sẽ để mấy cái con sả này vô trước đi, tạo mùi thơm hơn cho tạo mùi thơm. Xong rồi cô sẽ để muối, đường, có người thì người ta xài bột ngọt nhưng mà cô thì cô không xài bột ngọt. Khoảng 3 muỗng đường. Khẩu vị của món lẩu chắc là hơi chua và ngọt nhiều hơn cô ha. Cô vô khoảng 1 muỗng muối hả? Rồi xong thì cô sẽ để nước chanh. Khoảng 2 chén chanh. Thì bây giờ cô sẽ để lương vô nó chín khoảng chừng 50% thôi. Rồi cô sẽ vớt ra. Khi mà lương chín được 50% rồi cô sẽ vớt ra.
xong rồi thì bây giờ cô để cái phần khóm vô trước đi. Cái phần ốc này chừng nào mình mới cho vào cô? Ốc này thì tùy theo bây giờ, thí dụ mình lên mình ngồi mình vừa ăn thì vừa trụng, tại vì ốc mình đã luộc nó chín sẵn rồi. Thì bắt đầu thì mình để vô cho nó vô luôn, vô cái nồi á, ốc đưa vô luôn. Cô ơi, món này như vậy là cũng nhanh đó cô, sắp đúng sửa rồi. Là dọn ra rồi, mình làm thì cũng rất là hấp dẫn và vừa nhanh nữa. Đúng rồi, như vậy thì bắt đầu cũng như là mình dọn lên bàn tròn được rồi đó. Thì khách vừa ngồi ăn thì vừa để bắt đầu mình để cái lươn vô, lươn để từ từ vậy đó. Món lẩu lươn ốc chua ngọt đã được dọn ra trên cái bếp nghi ngút khói như thế này, và ăn đến đâu thì mình cho lươn, cho ốc và cả rau vào hả cô? À đúng vậy, nếu mà mình muốn ăn cho ngon mình phải bắt lên bếp như vậy. Nó vừa soi gì cái mình để lươn vô. Rồi mình lấy ốc mình để vô, rồi rau mình trụng từ từ. Có thể nói món lẩu thì thường có mặt trong các bữa tiệc thì không thể thiếu, và đặc biệt là trong mỗi gia đình. Khi mà mình muốn ăn cái món gì vừa có nước nè, vừa thưởng thức được rau và vừa có chất dinh dưỡng, chất đạm thì mình nghĩ ngay đến món lẩu. Và đặc biệt ngày hôm nay với món mà cô chia sẻ thì tôi thấy rất là dễ làm, không cầu kỳ phức tạp, nhưng mà thưởng thức thì thật là ngon. Và ngày hôm nay với món lẩu lươn ốc chua ngọt ghi thêm một thực đơn mới trong vô số các thực đơn mà chương trình đã chia sẻ. Và đặc biệt